cùng bị tố chèn ép đồng nghiệp, Thanh Hằng quyết liệt kiện tới cùng, Hà Hồ im lặng 2 năm sau mới lên tiếng. Cùng bị đồng nghiệp tố chèn ép, dùng quyền lực ngầm để loại đồng nghiệp ra khỏi ghế ban giám khảo các cuộc thi, nhưng phản ứng của Thanh Hằng và Hà Hồ lại khác nhau. Trong khi Thanh Hằng quyết liệt lên tiếng và nhờ đến sự can thiệp của pháp luật thì Hà Hồ chọn phương án im lặng, mãi đến 2 năm sau mới chính thức lên tiếng. Ngày 19 tháng 7, người mẫu Thanh Hằng cho biết gửi tố cáo đến Sở Thông tin, Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vì Facebook của Á hậu Hoàng Thùy đăng thông tin sai sự thật về cô. Trước đó, ngày 11 tháng 7, Hoàng Thùy nói bị hủy vai trò giám khảo Miss Universe Việt Nam 2024 dù đã được chủ tịch cuộc thi, ông Valentin Tran, mời. Người mẫu bức xúc cho rằng bị loại vì một thành viên trong hội đồng giám khảo phản đối cô chấm thi, dù không đề cập tên cụ thể. Á hậu nói bản thân bị nhân vật này sử dụng quyền lực ngầm để chèn ép thế hệ sau. Ở các bài đăng sau đó về việc bị chèn ép trong nghề, Á hậu Hoàng Thùy dùng cụm từ như chị em, mỹ nhân kế. Ngày 16 tháng 7, Hoàng Thùy đăng ảnh chụp một tin nhắn nội dung Thanh Hằng đơ dành tê quanh, Thanh Hằng không muốn. Trong đơn tố cáo, người mẫu Thanh Hằng viết, hành động này của bà Thùy không còn bóng gió, mà trực tiếp nhắc đến tên tôi, nhằm điều hướng dư luận công kích, vu khống tôi là người gây ra sự việc khiến bà không được làm thành viên ban giám khảo chương trình. Cô nhận định các cụm từ chị em, mỹ nhân kế lại nhắm vào cô, bởi đây là tên hai phim nổi tiếng cô đóng vai chính. Có nhiều thành phần quá khích đã tấn công tôi qua mạng xã hội, thậm chí tràn vào các fanpage của nhãn hàng do tôi làm đại diện hình ảnh để kêu gọi tẩy chay, hủy hợp đồng. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, danh dự của tôi. Cùng đó, gia đình, người thân của tôi cũng phải chịu tác động bởi những bình luận tiêu cực. Tôi cùng luật sư đang từng bước thực hiện các động thái quyết liệt nhằm bảo vệ danh dự, hình ảnh cá nhân, Thanh Hằng nói. Còn với Hồ Ngọc Hà, khi Minh Hằng lên tiếng tố cô là người gây áp lực lên ban tổ chức The Face 2017 vì không muốn Minh Hằng ngồi ghế nóng cùng mình, Hà Hồ đã im lặng. Thời điểm đó, khán giả đã đồng loạt phẫn nộ và để lại bình luận tẩy chay, đòi các nhãn hàng phải rút tên Hồ Ngọc Hà khỏi gương mặt đại diện. Hà Hồ vẫn giữ động thái im lặng như thường thấy và mãi đến 2 năm sau mới chính thức lên tiếng. Giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ cho biết lý do cô không nhận lời tham gia The Face Việt Nam mùa 2 vì đã bỏ nhiều công sức, thời gian cho mùa 1 nên bản thân không tự tin để tiếp tục nhận lời. Chính vì điều đó khiến cô đưa ra hai điều kiện cho nhà sản xuất là sẽ làm lại với ban giám khảo cũ để đưa ra tình tiết mới, hoặc cô sẽ làm khách mời trong chương trình để những gương mặt mới được đảm nhận vị trí huấn luyện viên. Và cuối cùng, qua nhiều miệng câu chuyện thật hú hồn. Nhưng mình làm đúng thì không có gì phải sợ, chỉ có điều truyền thông cứ hay viết một chiều, dư luận cứ cố tình bóp méo, ít khi tìm hiểu lý do tại sao mà đã đưa ra kết luận riết mình cũng quen rồi. Đừng nói mình chèn ép đàn em vì mình đã từng hát với rất nhiều đàn em, từng làm The Face với Hương và Khuê cũng là đàn em, từng hợp tác với rapper Suboy khi cô ấy thậm chí chưa bao giờ đi hát, thế nên kết luận thông minh một chút đi, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn.